Trong số 6 bệnh nhân COVID-19 làm việc tại quán bar Sunny, Vĩnh Phúc, mà Bộ Y tế công bố vào tối qua, có 2 người cư trú tại Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lập tức CDC Hà Nội đã đề nghị những người đến 5 địa điểm trong thời gian có mặt ca COVID-19 cần khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn. Đó chính là quán bar Sunny, khu đô thị Đông Sơn, thành phố Phúc Yên của tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Nhà hàng tại địa chỉ 373 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, khoảng 2 đến 5 giờ sáng ngày 25 tháng 4, quán cầm đồ tại số 308 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội vào sáng 30 tháng 4, hiệu thuốc tại số 93 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội sáng 30 tháng 4, tiệm làm móng tại địa chỉ 12 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai khoảng 15 đến 17 giờ ngày 30 tháng 4. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tuổi thơ của anh Đặng Vũ Linh, một thầy giáo sinh năm 1983, gắn liền với đồng lúa sợi rơm. Dù rơm dạ sau mỗi vụ thu hoạch nhiều vô số kể, nhưng hầu như nó chỉ được xem là phế phẩm. Như có nợ với cây lúa sợi rơm quê nhà, anh Linh đã không ngừng miệt mài sáng tạo biến những sợi rơm khô vô tri thành những tác phẩm nghệ thuật. Qua gần 2 năm miệt mài sáng tạo, sản phẩm tranh rơm của anh đã được người tiêu dùng gần xa đón nhận tích cực. Đồng Tháp được xem là vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long với gần 200.000 hecta mỗi vụ. Từ những ngày đầu sản xuất, việc xử lý rơm dạ sau thu hoạch để cắt đứt mầm bệnh trong đất luôn là nỗi trăn trở của nông dân. Do vậy thời ấy, rơm dạ như phế phẩm bỏ đi. Ngày nay, với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, những cuộn rơm sau thu hoạch lúa cũng dần được tận dụng để làm phân, ủ cây hay thức ăn cho gia súc. Với nỗi trăn trở, làm sao để nâng cao giá trị của loại phế phẩm này, anh Đặng Vũ Linh đã quyết tìm hướng đi cho riêng mình. Những bức tranh hay sản phẩm handmade từ sợi rơm cũng từ đó lần lượt ra đời và được người tiêu dùng khắp nơi đón nhận. Câu chuyện về những bức tranh rơm độc đáo do anh mày mò sáng tạo ra cũng bắt đầu từ đấy. Kể cho mọi người nghe một câu chuyện mới về cọng rơm là cái gì. Mà ngoài cọng rơm ra có thể làm thức ăn hay là phân bón hay là ủ nấm. Mà cọng rơm cũng có thể làm trở nên một tác phẩm nghệ thuật như thế này. Thường cọng rơm thường thấy thường có ba màu chính. Thường nó sẽ có màu trắng. Thường màu trắng làm á là gì? Để thể hiện cho bức tranh nó sẽ sáng hơn. Màu tối thì làm cho làm những mảng tối. Còn màu vàng thì làm cho nhắn cho bức tranh nó trở nên sinh động hơn. Chuyên ngành sư phạm mỹ thuật được trau dồi ở mái trường đại học đã hỗ trợ đắc lực cho anh trong quá trình sáng tạo. Mỗi tác phẩm được anh Linh chăm chút tỉ mỉ, từ khâu chọn nguyên liệu rơm, phối màu cho đến thiết kế hình ảnh. Đặc biệt với một nguyên liệu dễ phân hủy như rơm, chính anh cũng phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra bí quyết giữ độ bền cho sản phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh của mình. Tùy theo bức tranh nó khó giải, dùng những bức tranh mà giải thì không cần phát thảo. Nếu mình định hình nó như thế nào rồi mình sẽ phát ra, còn một số cái tranh thì độ khó hơi cao thì cần phải có phát thảo ra, mình sẽ nhìn cái hình vẽ của mình đó, đầu mình sẽ sắp xếp hình tranh. Thì nhiều người nói là làm rơm thì nó sẽ dễ mục và nó bị dễ bị máu mọc, nhưng mà khi làm xong rồi khi anh phải xử lý, đầu tiên là anh sẽ ngâm với lại chắc chống máu mọc trước, khi mà xong rồi đem sơ khô, cuối cùng mình sẽ tuyển lựa từ cọng rơm ra. Khi mà hoàn thành tranh xong rồi mình sẽ tạo, mình xịt lớp sơn bóng để tạo cho độ bóng của tranh cho đẹp. Thứ hai là gì? Tạo cho nó giữ được màu của cọng rơm. Thứ ba là làm cho cái mối mọt đó nó không thể xâm nhập được. Có một bức tranh làm gần 2 năm nay là nó không có bị mối mọt. Thứ nhất là màu vẫn giữ được tươi độ màu của cọng rơm. Thứ hai là gì? Khi mà xử lý xong rồi thì ở trong những cọng rơm này sẽ không thấy bị mối mọt ăn. Để đa dạng hóa chất liệu cũng như sản phẩm làm ra, anh Đặng Vũ Linh đã bổ sung thêm sợi lát để hỗ trợ cho tác phẩm ở những điểm cần khối màu lớn và thiết kế thêm những chậu hoa từ rơm, lát thay chỉ vì làm tranh như trước. Ngoài ra, những tranh về chân dung hay tạo hình con vật từ rơm đang được anh tiếp tục nghiên cứu để cho ra thị trường trong thời gian tới. Huyện Hồng Ngự mình thì nói tới sản phẩm thủ công mỹ nghệ thì ở huyện Hồng Ngự mình thì hầu như là chưa có, bởi vì anh muốn có tạo ra một cái sản phẩm gọi là đặc trưng đặc thù của địa phương để giới thiệu sản phẩm của mình qua những trang mạng xã hội như là Zalo hay là Facebook. Bên cạnh đó có thể là đem đến một số nơi mà khu du lịch để trưng bày giới thiệu sản phẩm để cho mọi người biết đến sản phẩm của mình.
Chính những nét đặc trưng làng quê Nam Bộ được khắc họa trong những tác phẩm nghệ thuật này đã giúp cho sản phẩm tranh rơm, hoa rơm của anh mang nét riêng và được thị trường đón nhận. Anh cũng mong muốn được các ngành chức năng kết nối để quảng bá sản phẩm ở các tour điểm du lịch và tham gia các phiên hội chợ thương mại, đưa sản phẩm gần hơn với người tiêu dùng khắp nơi. Từ Tết Tân Sửu đến nay, thì hai bộ sưu tập độc đáo gồm hàng chục gốc cây khổng lồ trục vớt từ đáy sông Tiền Giang và hàng trăm xe máy biển số đẹp được trưng bày tại khu du lịch Mỹ Luông, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang đã thu hút cả vạn người đến xem. Anh Nguyễn Văn Nghỉ, chủ nhân của bộ sưu tập gỗ và xe này cho biết đây là thành quả hơn 15 năm bỏ công sức sưu tầm. Hành trình sưu tầm các gốc lũa dưới đáy sông bắt đầu từ việc nhiều người đi thuyền, ghe thả lưới trên sông vướng phải các gốc cây dưới đáy sông và nhờ anh Nghỉ giúp vì anh có xà lan để trục vớt. Ban đầu, anh Nghỉ giúp bà con và vớt lên định làm củi. Nhưng do gỗ lũa được bào mòn lâu ngày dưới đáy sông chỉ toàn là lõi cây, cứng như sắt nên cũng khó làm củi. Anh Nghỉ đành chất đống cho đến khi sở hữu hàng trăm gốc khổng lồ. Anh mới tìm một đội thợ mộc từ miền Trung vào để chạm trổ, trưng bày cho mọi người thưởng lãm. Bên cạnh gỗ, khu du lịch của anh Nghỉ còn có căn nhà chứa hàng trăm các loại xe sở hữu biển số đẹp cũng được anh sưu tầm trong 15 năm qua. Theo anh Nghỉ, bộ sưu tập xe biển số đẹp này có đến hơn 500 chiếc, đều là biển số đẹp của hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp, hai địa phương hai bên sông Tiền. Bộ sưu tập 500 chiếc xe, nhưng khu du lịch chỉ trưng bày 200 chiếc. Cứ 3 tháng sẽ thay đổi một lần theo chủ đề như tay ga, số tư quý, số sảnh với mong muốn tạo sự mới lạ dù du khách đã từng đến đây. Những chiếc xe quen thuộc như Honda Dream, Honda Way, Future, Yamaha Sirius, Suzuki các đời. Bên cạnh đó là những mẫu xe tay ga cao cấp như Vespa, Honda Dylan, SH. Đây có thể nói là một trong những bộ sưu tập xe biển đẹp lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Chủ nhân của những chiếc xe này tiết lộ, để sở hữu được xe biển đẹp phải mất nhiều năm liền, săn đón và còn tùy duyên cũng như may mắn. Xe mô tô được sưu tầm có điểm chung là biển số tư quý hoặc số tiến lên. Số tư quý như tư quý 2, tư quý 3, tư quý 5, tư quý 6, tư quý 7, tư quý 8, tư quý 9. Biển số sảnh hoặc số tiến như 1234, 2345, 4567. Ngoài khu du lịch hơn 2 hectare này, anh Nghỉ cũng đang tiếp tục xây dựng khu du lịch sinh thái gần 10 hectare ở Cồn Én, nằm giữa đôi bờ tỉnh An Giang và Đồng Tháp, để trưng bày thêm bộ sưu tập về gỗ và xe biển số đẹp mà anh vẫn còn sở hữu rất nhiều. Thời gian qua, từ khi khu du lịch Mỹ Luông ra đời, đã nhanh chóng trở thành điểm đến tham quan, thu hút đông khách nhất ở Chợ Mới và đang được địa phương ủng hộ phát triển. Do đó, trong tương lai, anh Nghỉ cho biết sẽ tiếp tục phát triển, đầu tư điểm du lịch trưng bày hai bộ sưu tập gỗ và xe độc lạ ban ngày kết hợp với nghỉ dưỡng sinh thái để mọi người biết đến vùng Chợ Mới bên sông Tiền Giang, quê hương anh. Thưa quý vị, dù vẫn đang trong những ngày nghỉ lễ nhưng có lẽ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến người dân không khỏi lo ngại. Với những bất thường như vậy khiến cho Việt Nam có nguy cơ đứng trước đợt xâm nhập lần thứ tư của dịch bệnh này. Và chiều ngày hôm nay mùng 2 tháng 5, thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội. Trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là F1 của chuyên gia Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 sau khi về nước. Cụ thể, theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, bệnh nhân mới này là nhân viên quán bar karaoke Sunny, địa chỉ tại khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Người này có địa chỉ cư trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Qua điều tra, lực lượng chức năng bước đầu xác định 8 trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính mới này, tất cả đều đã được cách ly. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng ghi nhận một trường hợp khác cư trú tại quận Nam Từ Liêm, cũng là F1 của chuyên gia Trung Quốc nói trên. Người này là lái xe chở đoàn chuyên gia Trung Quốc. Hiện bệnh nhân đang được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 và chưa có kết quả. Cũng liên quan đến nhóm chuyên gia Trung Quốc này, ngoài trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 ở Hà Nội nói trên, thì tại Vĩnh Phúc cũng bước đầu xác định 5 người dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều làm tại quán karaoke Sunny tại Vĩnh Phúc. Ngoài ra thì còn có hơn 90 trường hợp F1.
Trước đó, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã phát đi thông báo cho biết vào 20 giờ tối 30 tháng 4, cơ quan này nhận được thông tin của trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị về việc chuyên gia người Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi làm thủ tục nhập cảnh từ Việt Nam về Trung Quốc. Nhóm chuyên gia người Trung Quốc của công ty Trung Bắc Á và đáng chú ý, sau khi hết thời gian cách ly tập trung tại Yên Bái thì nhóm chuyên gia Trung Quốc này đã di chuyển đến tỉnh Lai Châu, tỉnh Vĩnh Phúc rồi sau đó mới trở về Trung Quốc. Còn Ấn Độ thì vẫn tiếp tục chìm trong sự khủng hoảng nghiêm trọng của dịch COVID-19 khi mà số ca nhiễm COVID-19 tại quốc gia Nam Á này chưa có dấu hiệu giảm. Cơ sở y tế trên cả nước đã vỡ trận, các nhân viên y tế làm việc không ngừng nghỉ để chống dịch. Hai bức ảnh chụp một bác sĩ sau nhiều giờ làm việc, người ướt đẫm mồ hôi vì mặc đồ bảo hộ đã gây sốt trên mạng xã hội vào hôm nay. Bác sĩ Sohin Mawana đã chia sẻ một ảnh mình mặc đồ bảo hộ, ảnh còn lại là toàn thân sũng mồ hôi sau khi gỡ bỏ trang phục đó. Anh cũng không quên kêu gọi người dân hãy tuân thủ các biện pháp phòng chống COVID-19 và tiêm vaccine. Bài viết của Sohin nhận được hơn 133.000 lượt thích trên Twitter và được hàng loạt người chia sẻ. Sohin đang cùng nhiều đồng nghiệp khác chạy đua với thời gian để cứu chữa cho các bệnh nhân COVID-19 đang đổ về các cơ sở y tế trên khắp Ấn Độ, trong bối cảnh quốc gia Nam Á đang căng mình chống lại đại dịch. Ấn Độ đang trải qua làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai với tốc độ lây lan chóng mặt của mầm bệnh. Trong những ngày qua, họ ghi nhận trung bình trên 300.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, thậm chí vào ngày 30 tháng 4, con số này vượt trên 400.000, mốc tăng kỷ lục.